Xin chào các cô gái xinh đẹp, bạn đã có dự định gì cho ngày Valentine sắp đến gần chưa? Để Trang gợi ý nha. Bắt đầu với kem lót nào. Và hôm nay mình sử dụng Lancôme, không gây nhờn dính, khô nhanh và giữ lớp makeup cả ngày dài. Vì kiểu makeup hôm nay thiên về sự trẻ trung tự nhiên nên mình sẽ dùng cushion. Mặc dù thông thường thì Trang không hay sử dụng cushion khi mà mặt đang có nhiều khuyết điểm như thế này, nhưng bạn Etude House vẫn có thể che khá tốt các vết thâm và không bị xuống tông sau nhiều giờ đồng hồ. Bạn nào mà cũng quầng thâm điên đảo thì nhớ phải che khuyết điểm đấy nhá. Che khuyết điểm LA Girl này rất rẻ và rất được việc. Nếu bạn nào đang cân nhắc thì mình khuyên là cũng nên thử ngay vào luôn. Màu mình dùng là 972 Natural. Chắc chắn là phải tạo khối rồi, nhưng sẽ không quá nhiều như mọi khi mình hay làm. Hộp tạo khối nhỏ xinh này từ Bijou vừa có khay màu nâu tạo khối và khay highlight kèm theo luôn, thích hợp với các bạn nào trang điểm nhẹ nhàng và cũng rất tiện để mang theo người nữa. Giờ mình sẽ dùng cái khay trắng highlight còn lại để highlight vùng quầng mắt, trán và sống mũi nữa. Thông thường thì Trang hay kẻ lông mày vòng cung hơn, nhưng với concept của ngày hôm nay thì sẽ quay lại kiểu kẻ ngang một chút xíu. Mình cố tình cạo lông mày đi để vẽ cho tiện, nhìn buồn cười nhở. Dùng Brow Wiz của Anastasia Beverly Hills và mình sẽ bắt đầu viền dáng mới. Sau đấy thì lấy mascara lông mày của Etude House để cho nó đồng màu hơn. Điểm nhấn của ngày hôm nay sẽ là mắt. Đầu tiên thì mình sẽ dùng bút kẻ chì màu nâu nhạt của NYX để kẻ mí trong. Và vì sắc nâu sẽ tự nhiên hơn mà vẫn tạo được chiều sâu cho đôi mắt nên là ta tiến thôi. Bảng mắt mình dùng hôm nay là Too Faced Chocolate Bonbon. Thiết kế nhìn này, ui. Đầu tiên mình sẽ sử dụng màu Sprinkles hồng nhạt để tán nhẹ lên phần mí mắt và một chút thôi ở phần bầu mắt. Sau đấy là màu nhũ Cafe All Light, không biết đọc đúng hay không, và tán chồng lên cái lớp hồng nhạt lúc nãy. Và phần bầu mắt thì cao hơn chút xíu nữa. Cái bước này khá quan trọng nên các bạn nhớ tán đều vào nhé. Chất lượng phấn mắt của Too Faced thì quá đỉnh rồi. Mấy tán lên mà không hề bị bột bám lâu và màu rõ, không hề bị phai. Sau đấy thì mình sẽ sử dụng màu Cotton Candy hồng đậm hơn cái màu ban đầu một chút xíu. Và tán chỉ ở trên đường mí mắt thôi, từ đôi mắt đi vào hốc mắt. Cuối cùng mình sẽ sử dụng tông tím này để kẻ đường mi dưới, chỉ từ nửa cho đến đuôi mắt thôi. Và vẽ vát lên theo hình chéo chéo, mũi tên. Sử dụng chính cây kẻ chì lúc nãy để viền một đường eyeliner thật là mảnh thôi. Mặc dù đã biết tới em này lâu rồi và cũng mua lâu rồi, nhưng đây mới chính xác lần đầu tiên mình sử dụng và đã mê luôn. Mê ngay lập tức chính bởi vì cái độ bám cũng như là cái độ nhũ long lanh và giữ cả ngày không hề bị phai hay là bị bay màu gì cả. Thay vì dùng mi giả thì hôm nay mình sẽ chỉ dùng mascara mà thôi, để cho tự nhiên hết cỡ và các em bé cũng không cần phải sắm mi giả thêm làm gì. Sau bước kẹp mi thì để tăng độ cong và dày cho mi hết cỡ nữa, mình sẽ sử dụng L'Oreal Miss Manga này. Tuy nhiên thì mình thấy em này hiệu quả về tính năng làm dày hơn là làm cong, thế nên nếu bạn nào mà mi bị sụp xuống thì nhớ phải kẹp mi trước đã nhé.
Với phần má, mình sẽ dùng trái tim xinh xinh này từ Too Faced, màu How Deep Is Your Love, để tán chéo theo đường gò má và kéo ngang một chút. Mặc dù chưa review chi tiết về bạn này bao giờ, nhưng đây là một trong những màu má mà mình thích nhất. Đúng như quảng cáo, để 16 tiếng vẫn bền màu luôn, mặc dù hiếm khi mình để đến 16 tiếng lắm. Để làm nhạt màu môi hoàn toàn thì mình sẽ dùng cushion ban đầu để chấm nhẹ lên môi. Với son, đầu tiên mình sẽ chọn màu tulip, hồng đỏ nhẹ nhàng từ L'Oreal và thoa nhẹ vào phần lòng môi. Để tăng thêm sự trẻ trung nữa thì mình sẽ dùng Lumipang yêu thích, màu RD04 cũng là màu đỏ hơi hồng và tán nhẹ vào phần lòng môi. Chính vì cái cảm giác không hề bết dính vào môi thì lúc nào cũng như là vừa ăn kẹo mút xong ấy, thế nên là mình vẫn rất là tin dùng Lumipang hơn một năm nay. Và cuối cùng thì mình sẽ sử dụng phấn phủ bắt sáng của Guerlain để thoa lên toàn bộ khuôn mặt, vừa tạo điểm sáng nhẹ nhẹ vừa có một chút nhũ, rất là tự nhiên. Ta-da, xong rồi đây. Và trang váy hôm nay mình chọn cho concept này là panel dress từ Soda Pop của Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên like một cái nha. Bye bye.